Hãy thử tưởng tượng, giờ đây bạn sẽ có món gà quay rotisserie cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Món thịt heo quay đượm hương vị thơm ngon tự nhiên từ trong ra ngoài. Món bánh hamburger cực kỳ hoàn hảo xuất hiện ngay trên bàn bếp chỉ trong nháy mắt. Nhưng điều đó có khiến nhà bếp của bạn trông bề bộn như vậy không? Không, không hề. Giờ đây bạn có thể làm nhiều món thật ngon nhưng chỉ đơn giản như nướng bánh mì vậy. Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm lò nướng đa năng rotisserie, một sản phẩm gia dụng không thể thiếu trong bếp của mỗi gia đình. Giờ đây bạn có thể tận hưởng hương vị tuyệt hảo của món gà quay giòn mềm, món xúc xích nướng vàng ruộng đủ cho cả một đội bóng. Nấu ăn thật đơn giản các bạn ạ. Bí quyết đó chính là thiết kế cực kỳ nhỏ gọn của lò và nhiệt độ lên đến 450 độ xoay quanh đồ ăn trong lò. Mặt ngoài của thực phẩm sẽ có màu vàng ruộm ngon và rất bắt mắt, giữ lại trong đó mùi thơm và vị ngon ngọt của thực phẩm. Chất béo và mỡ thừa từ thực phẩm sẽ nhỏ giọt và được hứng gọn bằng khay phía dưới. Bạn có thể quên đi món khoai tây chiên mọng mỡ và chất béo và thưởng thức món khoai tây chiên giòn ngon kiểu mới này với lượng calo được giảm đi đáng kể. Món gà quay ưa thích giờ có thể chế biến ngay tại nhà. Món khoai tây nướng sẽ quay cho đến khi chín đều. Lò rotisserie không phân biệt thực phẩm đông lạnh hay thực phẩm tươi sống. Nhờ đó bạn không mất thời gian làm giã đông và tự tin chế biến các món ưa thích trong thời gian siêu tốc. Ấn tượng hơn đó là sự tiện lợi khi lau rửa lò nướng. Bạn có thể tháo rời khay hứng, nắp thủy tinh song suốt, tấm nhiệt trong thân lò và cả lồng nướng đều được rửa sạch an toàn, nhanh chóng trong máy rửa chén bát thông thường. Để vệ sinh mặt ngoài, bạn chỉ cần dùng khăn mềm lau nhẹ để chiếc lò luôn như mới. Bạn hãy nhanh chân đặt mua sản phẩm ngay hôm nay để được hưởng giá khuyến mãi và nhận những quà tặng miễn phí có giá trị cao và được ưu đãi giao hàng và bảo hành miễn phí tận nhà trên hầu khắp các tỉnh thành cả nước. Còn nữa, nếu bạn là khách hàng nhanh chân và may mắn, bạn còn có cơ hội được nhận miễn phí phụ kiện xiên nướng trị giá đến 25 đô la giúp bạn có món gà quay, xúc xích nướng, món rau xiên hải sản tổng hợp, bò quay và nhiều món hấp dẫn khác. Chưa hết, bạn cũng có cơ hội được tặng miễn phí một phụ kiện giỏ trị giá 25 đô la giúp bạn chế biến món tôm nướng và các món khai vị thật tiện lợi và nhanh chóng. Tất cả có trị giá lên đến 50 đô la nhưng bạn sẽ được tặng hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi đảm bảo hoàn tiền lại trong vòng 7 ngày nếu quý vị không hài lòng với sản phẩm.